Cảm ơn anh em Bắc Linh nhá, là anh em Bắc Linh ủng hộ mình quá trời nhiều luôn. Ngày hôm qua ông đi mấy đơn Bắc Linh? 3 đơn. 3 đơn. Anh em nên nhớ rằng là anh em ở xa nhưng mà bận không đến tại cửa hàng mình để mua được thì bên mình có super shipper nhá. Anh em ngồi tại nhà super shipper sẽ ship đến, anh em được kiểm tra thoải mái. Ưng thì trả tiền, không ưng thì không phải trả tiền nhá. Đây. Ông cầm cho cháu 2 đơn, 1 đơn đi Phúc Thọ. Phúc Thọ là con này. Đấy. Mọi người có nhận ra ông nhỉ? Ông có đôi lời gì với anh em Bắc Linh không? Cảm ơn anh em Bắc Linh vì có việc giao hàng hôm qua thì hôm nay xã Phong Xuyên Phúc Thọ lại có 1 đơn 12 Pro Max đây và đây nữa. Đây. Lại tiếp 1 đơn nữa. Vân Đình, Cẩm Đình. Nhưng mà anh em Bắc Linh ủng hộ mình quá trời nhiều luôn, mà anh em ở, nhớ rằng nhá, anh em ở xa ấy, không đến tại cửa hàng xem được thì bên mình có người chụp ảnh cho xem, sau đó là super shipper ông bớt sẽ ship đến cho mọi người, sau đó mọi người được phép kiểm tra, ưng thì mọi người thanh toán nhá. Ông nhìn vào đây này, ông chào mọi người, ông chào mọi người. Đây nhá, đây là gương mặt thân quen, phải đúng không này, ship mới nhận nhá. Có điện thoại tương tác là. Ok nhá, thank you.